Lãnh sự quán Canada đến thăm và tìm hiểu vụ chùa Linh Trì. Sáng thứ Tư ngày 3 tháng 8, ông Richard Bell, Tổng lãnh sự Canada tại thành phố Hồ Chí Minh, đã đến thăm và tìm hiểu vụ việc liên quan đến chùa Linh Trì. Đây là ngôi chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và đang nằm trong kế hoạch cưỡng chế của giới chức trách thành phố Hồ Chí Minh cho dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc quận 2. Đây cũng là lần thứ hai một viên chức ngoại giao nước ngoài đến thăm chùa. Trước đó hôm 21 tháng 7, ông Chuck Sellers, tạm quyền Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng đến thăm và ngỏ lời chùa nên đối thoại với giới chức trách trong giải quyết tranh chấp. Viện chủ chùa Linh Trì nói với vị lãnh sự Canada hôm 3 tháng 8 rằng giới chức trách muốn giải tỏa chùa và đưa họ về một vùng xa xôi hẻo lánh. Vị hòa thượng cho đây là một hành vi muốn cô lập chùa, lấy đất chùa để đầu tư kinh doanh. Hòa thượng cũng mong quý quốc Canada với uy tín của mình có thể yêu cầu chính phủ Việt Nam tôn trọng tự do tôn giáo để chùa Linh Trì được tồn tại và không bị loại bỏ. Các thành viên thuộc Hội đồng Liên tôn tham dự cuộc gặp cũng cho biết chùa còn là nơi các nhóm xã hội dân sự độc lập thường gặp gỡ, là nơi phát quà cho thương pháp binh Việt Nam Cộng Hòa. Đó là lý do nhà nước muốn cô lập chùa. Bên cạnh việc nắm bắt tình hình của chùa, ông Bell cũng muốn tìm hiểu về tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam. Các thành viên trong Hội đồng Liên tôn giáo đã lần lượt trình bày về những khó khăn trong việc thực hành đạo của họ dưới sự kiểm soát của nhà nước Việt Nam. 4 trong số 5 tôn giáo thuộc Hội đồng Liên tôn là những nhánh tôn giáo độc lập mà nhà nước Việt Nam không công nhận, gồm Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài và Tin Lành. Các thành viên cũng thể hiện mong muốn được tự do sinh hoạt tôn giáo, các tù nhân tôn giáo được trả tự do, đồng thời kêu gọi chính phủ Canada quan tâm hơn nữa đến vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam. Kết thúc cuộc gặp, ông Bell nói mình đã có được những thông tin hữu ích về tình trạng tự do tôn giáo. Ông cũng khuyến khích các tôn giáo gia tăng báo cáo các vụ vi phạm để cộng đồng quốc tế có cái nhìn rõ nét hơn về thực trạng trong nước. Thượng Thích Không Tánh cho biết thêm, giới chức trách gần đây đã gửi một văn bản đề nghị chùa tự di dời. Tuy nhiên, thầy Tánh nói, chùa sẽ ở lại Thủ Thiêm để phục vụ đời sống tâm linh cho bà con Phật tử ở khu đô thị mới Thủ Thiêm trong tương lai. Nhà chùa chỉ chấp nhận dời đi nơi khác với điều kiện vị trí cũ của nhà chùa, phục vụ lợi ích an ninh quốc phòng và nơi ở mới vẫn nằm trong khu